Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn. Quảng Nam chọn phương án linh hoạt phòng chống COVID-19 tại các khu cụm công nghiệp. Tự hào ngôi trường trung học phổ thông mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên quê hương đất Quảng. Ngân hàng Thế giới dự báo GDP Việt Nam tăng 6,5% năm 2022. Bây giờ mở đầu chương trình, mời quý vị theo dõi những nội dung quan trọng trong thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022, một năm học nhiều thách thức nhưng cũng nhiều hy vọng vào sự quyết tâm và tinh thần hiếu học. Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ sự chia sẻ cảm thông sâu sắc đến ngành giáo dục, các gia đình giáo viên, học sinh, sinh viên ở những địa phương dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đặc biệt là với những gia đình gặp phải xáo trộn cuộc sống quá lớn do dịch bệnh và cả những mất mát về sức khỏe, người thân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, nhiều học sinh sinh viên đã trải qua những tháng ngày hết sức khó khăn do phong tỏa giãn cách. Việc học trực tuyến còn những hạn chế, bất cập và không đồng bộ, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, những gia đình thiếu các điều kiện, phương tiện để học trực tuyến. Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục cùng các ngành các cấp cần lưu ý có những hành động tương xứng với tình hình dịch bệnh và có những biện pháp giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, đặc biệt là nguy cơ một số học sinh sinh viên bị tụt hậu so với các bạn cùng trang lứa. Hơn bao giờ hết, toàn xã hội, cả hệ thống chính trị cần sát cánh hơn nữa, lắng nghe thấu hiểu và chung tay hành động cùng với ngành giáo dục vì tương lai của đất nước, vì tương lai con em chúng ta. Chủ tịch nước khẳng định, không có thách thức nào có thể vượt cao hơn tinh thần hiếu học, không khó khăn nào có thể làm chùn bước ý chí phấn đấu, quyết tâm mài dùi kinh sử, chinh phục tri thức để làm rạng danh tiên tổ, để phụng sự đất nước của dân tộc Việt Nam trong suốt hàng ngàn năm văn hiến. Chủ tịch nước nhấn mạnh quyết tâm cho năm học 2021-2022 và xa hơn của tất cả chúng ta, không riêng gì ngành giáo dục, là không để một trẻ em nào, đặc biệt là các em ở vùng dịch, vùng sâu, vùng xa, những em có hoàn cảnh khó khăn bị mất hoàn toàn cơ hội học tập vì đại dịch. Càng không để nền giáo dục Việt Nam vì dịch bệnh mà không thể hoàn thành cam kết trọng trách sứ mệnh của mình trước Tổ quốc và nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn bước vào năm học mới 2021-2022, ngành giáo dục tiếp tục tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài như nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra, xây dựng triển khai kế hoạch năm học linh hoạt vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, sinh viên, giáo viên, vừa hoàn thành chương trình giáo dục được thiết kế phù hợp với môi trường số hóa và thích ứng với mọi diễn biến dịch bệnh. Toàn xã hội, ngành giáo dục, các bậc phụ huynh luôn chăm lo nhắc nhở các em học sinh sinh viên, đồng thời mỗi người phải là tấm gương cho con trẻ noi theo trong công tác phòng chống dịch. Các ngành các cấp cùng 63 tỉnh thành phố trong cả nước cần đảm bảo thực hiện an toàn, đầy đủ và hiệu quả việc tiêm chủng vaccine và 5K, Chủ tịch nước bày tỏ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các em học sinh sinh viên cùng với gia đình, người thân an toàn trước đại dịch, không ngừng phấn đấu và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sáng qua đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19 đã đi kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Điện Bàn và huyện Đại Lộc. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Ủy ban Nhân dân phường đã triển khai các phương án tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tăng cường tuần tra kiểm soát các hoạt động tụ tập mua bán không đúng quy định, tổ giám sát tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 các khối phố, tích cực tuyên truyền nhắc nhở bà con nhân dân tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Các tổ chốt chặn tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt và tuần tra 24/24 tại khu vực đường mòn lối mở, đoạn đi qua địa phận thành phố Đà Nẵng. Trong khi đó, tại xã Điện Hòa, đơn vị cũng đã thành lập 3 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các tuyến đường nối với thành phố Đà Nẵng và cắt cử lực lượng trực chốt tuần tra 24/24 đảm bảo kiểm soát tất cả phương tiện ra vào địa bàn theo đúng quy định. Để đảm bảo cho các trực của các chốt chặn giáp tranh với Điện Ngọc thì trên tinh thần của chỉ đạo
của cấp trên thì đã họp và triển khai quán triệt tất cả các lực lượng dân quân thường trực cũng như là tất cả các lực lượng dân quân là luôn luôn yên tâm tư tưởng và trên tinh thần là trực chốt sẵn sàng chiến đấu cũng như là đảm bảo giáp ranh từ các những người mà ở vùng dịch Đà Nẵng về trên địa bàn. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Đại Lộc. Đây là địa phương giáp ranh với vùng có dịch là thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, toàn huyện đang áp dụng giãn cách theo chỉ thị 15. Trong đó, có một số xã đang giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, để kiểm soát người và phương tiện di chuyển từ thành phố Đà Nẵng về, ngoài điểm chốt chặn tại ngã ba Đại Hiệp, vùng giáp ranh giữa quốc lộ 14B và khu vực Hòa Khương, Đà Nẵng, huyện Đại Lộc đã kích hoạt lại các điểm chốt chặn tuyến đường huyện, xã thị trấn quan trọng để kiểm soát địa bàn. Đối với lại hai cái ổ dịch đó là liên quan đến Đà Hồng và Đà An, là ổ dịch liên quan từ Đà Nẵng về. Trên cái tinh thần quyết tâm mà thực hiện tất cả những cái chủ trương trong công tác phòng chống dịch bệnh của Trung ương, của tỉnh và huyện Đà Lộc cũng là quyết tâm, quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp. Và đến hôm nay thì trên địa bàn của huyện của chúng tôi đã ổn định, không có ca nào dương tính nguồn cộng đồng. Sau khi đi kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh giá cao công tác triển khai thực hiện chống dịch của các địa phương. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, các địa phương vẫn bố trí lực lượng trực chốt đầy đủ, đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh. Thì qua kiểm tra, tôi thấy rằng tinh thần của cán bộ trong những ngày nghỉ, nhưng mà Bí thư, Chủ tịch xã và anh em cán bộ được trưng tập làm trong ban chỉ đạo của phòng chống Covid của địa phương đều trực nhật đầy đủ và qua phỏng vấn cũng như hỏi thăm các nhân viên, các cán bộ mà trực ở các chốt là tinh thần hết sức là tích cực, các anh em là làm luôn ngày luôn đêm không kể nắng mưa đã ngăn chặn được những người từ ở Đà Nẵng về Quảng Nam mà không có giấy tờ, không có coi như là các cái coi như là phương tiện đi lẻ là đi đường mòn lối mở. Chính vì vậy nhờ các cái chốt đó đã ngăn chặn được cái dịch từ Đà Nẵng vào Quảng Nam. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng lưu ý các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tiếp sau đây là các thông tin về công tác chuẩn bị cho năm học mới từ các địa phương. Tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc, toàn huyện sẽ tổ chức khai giảng năm học mới đồng loạt vào ngày 5 tháng 9. Sau khai giảng sẽ triển khai dạy học trực tiếp ở các xã vùng B gồm Đại Cường, Đại Minh, Đại Phong, Đại Tân, Đại Thành, Đại Chánh, Đại Thắng. Riêng các xã còn lại tổ chức dạy học trực tuyến đến ngày 14 tháng 9. Công văn nêu rõ, việc tổ chức dạy học trực tuyến kéo dài đến ngày 14 tháng 9 đối với các cơ sở giáo dục, trường mầm non, mẫu giáo, đóng trên địa bàn các xã Đại Hòa, Đại An, Đại Nghĩa, Đại Hiệp, Đại Quang, Đại Hồng, Đại Đồng, Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn và thị trấn Ái Nghĩa. Riêng các xã vùng B nói trên vẫn tổ chức dạy học trực tiếp sau khai giảng. Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở trực thuộc chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khai giảng và xây dựng các phương án giảng dạy năm học 2021-2022, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, vệ sinh môi trường tại trường học như phòng y tế, thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng. Các trường học phải bố trí người đón và giao nhận học sinh tại cổng trường, hướng dẫn học sinh sát khuẩn tay trước khi vào lớp học, tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh. Huyện cũng yêu cầu các trường học sử dụng phần mềm e-learning phục vụ giảng dạy thử nghiệm và rút kinh nghiệm đối với hình thức dạy học này trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp. Sáng qua, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tam Kỳ tổ chức trao quà hỗ trợ cho 10 học sinh sinh viên đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2020-2021 theo mô hình dân vận khéo, nâng bước em đến trường cho đơn vị thực hiện. Đây là những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo tàn tật, là con của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân nhân dự bị, bộ đội xuất ngũ và dân quân tự vệ, đồng thời trao quà cho 34 em là con của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đạt thành tích học sinh giỏi năm học qua. Kinh phí thực hiện hai hoạt động trao quà đợt này là 16,2 triệu đồng, nhằm động viên các em vững tin bước vào năm học mới 2021-2022. Thưa quý vị, hòa trong không khí hào hùng cả nước kỷ niệm 76 năm thắng lợi cách mạng tháng 8, quốc khánh 2 tháng 9 và hân hoan chào đón năm học mới. Sáng ngày 4 tháng 9, trường Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp tại thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022.
Đây là lễ khai giảng đầu tiên tại ngôi trường trung học phổ thông mới thành lập mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên quê hương Quảng Nam. Lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường trung học phổ thông mới mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra trong thời điểm hết sức đặc biệt khi cả nước đang tập trung mọi nguồn lực nhằm chặn đứng sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Trong ngày khai giảng đầu tiên, thầy và trò nhà trường nói riêng, cán bộ và nhân dân huyện Phú Ninh nói chung rất vui mừng và tự hào về ngôi trường mới mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xây dựng khang trang, góp phần giáo dục truyền thống hiếu học và truyền thống cách mạng trên quê hương. Em cũng thấy rất là vui và tự hào vì mình là người nam đầu tiên được học trong một ngôi trường mới được thành lập này. Và dĩ nhiên em mong muốn là trong năm học tới mình sẽ đạt được kết quả học tập thật tốt và cống hiến được thật nhiều những thứ mà mình có thể giúp được cho ngôi trường này. Ngôi trường Trung học Phổ thông mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp được thành lập theo quyết định số 2375 ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Năm học mới 2021-2022, nhà trường đón 556 học sinh của 16 lớp ở 3 khối lớp 10, 11 và 12. Trong đó có 5 lớp 10 với 225 học sinh tuyển mới. Còn lại là học sinh được chia tách từ hai trường Trung học Phổ thông Trần Văn Dư và Nguyễn Dục của huyện Phú Ninh. Tự hào về ngôi trường mới, thầy cô giáo và học sinh nhà trường tiếp tục khắc phục những khó khăn trong buổi đầu thành lập, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, trau dồi kiến thức, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thi đua học tốt dạy tốt, góp phần vào sự thành công của sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Nhân cái dịp khai giảng năm học mới, năm học 2021-2022 của ngôi trường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì về bản thân tôi là một lãnh đạo của nhà trường thì tôi rất là vinh dự. Và song hành với cái vinh dự đó thì mình cảm thấy rằng là nhiệm vụ của mình cũng như là của nhà trường thì rất là nặng nề. Phải cố gắng nỗ lực thật nhiều để dạy và học làm thế nào đó để thành tích của nhà trường đạt được, không hổ danh một ngôi trường nối tiếp từ truyền thống của trường chuyên Trung học cơ sở Lê Quý Đôn và là ngôi trường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vinh dự và tự hào là thế hệ giáo viên và học sinh đầu tiên tại ngôi trường mới mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cán bộ giáo viên cùng học sinh nhà trường tiếp tục việc xây dựng trường học hạnh phúc, thi đua sáng tạo đổi mới trong hoạt động dạy và học để vươn tới những thành tích cao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. Những ngày qua, giáo viên, nhân viên 23 đơn vị trường học trên địa bàn huyện miền núi Tây Giang cùng với phụ huynh học sinh tiến hành dọn dẹp, khử trùng, vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đón mừng năm học mới 2021-2022 trong điều kiện vừa đảm bảo việc học, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo các điều kiện cho năm học mới theo đúng kế hoạch, những ngày qua, thầy trò trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Tây Giang triển khai dọn dẹp vệ sinh lớp học sạch sẽ. Bên cạnh đó, nhà trường cần chú trọng đến việc đảm bảo ăn ở cho học sinh nội trú, tăng cường các biện pháp vận động học sinh ra lớp, tránh tình trạng bỏ học giữa chừng. Năm học này, toàn trường có 350 học sinh, trong đó lớp 6 có 105 em. Ngoài việc dạy học, các thầy cô ở đây còn lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Năm học 2021-2022, toàn huyện Tây Giang có 5.715 học sinh học tại 23 đơn vị trường học, từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo cho 21 đơn vị trường học trực thuộc tổ chức khai giảng phải thực hiện nghiêm về công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và phải đảm bảo nguồn lương thực thực phẩm tại các trường bán trú, nội trú, nhất là trong điều kiện đang bước vào mùa mưa bão. Thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo thực hiện kế hoạch năm học, thầy trò vùng cao Tây Giang đã sẵn sàng đón năm học mới. Ngày khai giảng năm nay sẽ không có phần hội, chỉ ngắn gọn phần lễ, nhưng sẽ vẫn trọn vẹn ý nghĩa hướng đến năm học mới nhiều thành công. Thưa quý vị, các chuyên gia nhận định nền kinh tế có thể quay lại với tốc độ tăng trưởng GDP trước đại dịch ở mức từ 6,5 đến 7% từ năm 2022 trở đi. Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam cho rằng việc đạt được chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay còn nhiều khó khăn. Song vào năm 2022, khả năng xảy ra các đợt cách ly xã hội trên diện rộng ít hơn. Điều này tạo nền tảng khả quan hơn cho triển vọng tăng trưởng kinh tế trở lại. Việt Nam sẽ đạt được tình trạng bình thường mới khi 70% dân số hoàn thành việc tiêm chủng. Điều này sẽ cho phép hầu hết ngành kinh tế mở cửa trở lại. Việc lưu thông giữa các tỉnh được tiếp tục nới lỏng hơn đối với các hoạt động xã hội và dự báo GDP của Việt Nam sẽ tăng 6,5% vào năm 2022, cùng sự phục hồi trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng cá nhân.
Sau hơn một tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, hiện đã có gần 3.000 hướng dẫn viên du lịch trên cả nước đã được nhận hỗ trợ. Tổng cục Du lịch cho biết có hai địa phương đã hỗ trợ được nhiều hướng dẫn viên là Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, tại một số địa phương, tiến độ triển khai hỗ trợ vẫn còn tương đối chậm. Một trong những lý do là nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, nên số lượng hướng dẫn viên nộp hồ sơ chưa cao. Ngoài ra, các địa phương cũng cho biết khó khăn chủ yếu trong quá trình triển khai là vấn đề xác định hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật. Thủ tục nộp hồ sơ trực tiếp kèm bản sao có công chứng, việc xác nhận là thành viên của các tổ chức nghề nghiệp. Thưa quý vị, trong khi ở bên ngoài, cùng với các lực lượng khác, những người lính biên phòng ngày đêm bám chốt, bám địa bàn để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, thì ở bên trong các khu cách ly tập trung, những người lính quân hàm xanh Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng lại âm thầm ngày đêm để đảm bảo công tác hậu cần, phục vụ công dân về cách ly. Mặc dù công tác phục vụ ở đây rất vất vả, nhưng ai đấy đều cảm thấy tự hào khi góp phần nhỏ bé, chung tay cùng nhân dân thành phố Đà Nẵng để sớm vượt qua đại dịch COVID-19. Cứ ngày 3 lần sáng, trưa, chiều, những cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trong bộ bảo hộ màu xanh làm nhiệm vụ ở khu cách ly, đến từng phòng đưa thức ăn, đồ uống, đo thân nhiệt, phun thuốc khử trùng, thu gom rác và kiểm tra sức khỏe cho các công dân đang cách ly tập trung tại đây. Công việc của họ diễn ra thầm lặng mỗi ngày. Đối với Bộ đội Biên phòng là đảm bảo trật tự an ninh trong khu cách ly. Thứ hai là phục vụ đến tận nơi, từng người một, từng phòng một. Các nhu yếu phẩm, cơm nước cho đến các cái vật dụng mà bà con người ta cần, đảm bảo các cái trang bị vật chất cũng như nhu yếu phẩm cho bà con. Để những người bị cách ly yên tâm không phải lo lắng, hàng ngày cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố làm nhiệm vụ phục vụ khu cách ly phải tiếp xúc trực tiếp với người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và làm việc vất vả 24/24 giờ. Được cấp trên giao nhiệm vụ thông báo và giao nhiệm vụ cho anh em đi phòng chống dịch ở khu cách ly, thì đầu tiên thì với tinh thần là xung phong, tất cả trong tổ này với tinh thần là xung phong hết, thì đã xung phong rồi thì tinh thần là đã xác định làm tốt nhiệm vụ và cũng không ngại khó ngại khổ. Khi nhận nhiệm vụ, mỗi chiến sĩ luôn quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời luôn xác định đây không chỉ là nhiệm vụ vinh quang mà còn là trách nhiệm trước tổ quốc và nhân dân. Mặc dù công tác phục vụ ở đây rất vất vả, nhưng ai nấy đều cảm thấy tự hào khi góp phần nhỏ bé chung tay cùng nhân dân thành phố Đà Nẵng sớm vượt qua đại dịch COVID-19. Các ngân hàng cho biết một số đối tượng gần đây lừa đảo người dân đăng nhập vào liên nhận gói hỗ trợ và cung cấp thông tin, sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cán bộ tòa án, Bộ Y tế, nhân viên ngân hàng. Thưa quý vị, Ban giám khảo Hội thao quân sự quốc tế năm 2021 tại Việt Nam đã công bố kết quả chính thức hai nội dung xạ thủ bắn tỉa và vùng tai nạn tranh tài tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn, Hà Nội. Theo đó, tại nội dung xạ thủ bắn tỉa, đội tuyển Việt Nam giành huy chương vàng, đội tuyển Uzbekistan giành huy chương bạc và đội tuyển Liên bang Nga giành huy chương đồng. Với nội dung vòng tai nạn, cúp và huy chương vàng thuộc về đội tuyển Nga, đội tuyển Việt Nam giành huy chương bạc, còn đội tuyển Belarus giành huy chương đồng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia tổ chức hai nội dung thi đấu xạ thủ bắn tỉa và vùng tai nạn của Army Games. Thưa quý vị, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Để phòng ngừa nguy cơ lây lan tại các khu kinh tế, khu công nghiệp gây đình trệ, đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh như nhiều địa phương phía Nam, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều giải pháp chủ động ứng phó linh hoạt, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với chiến dịch triển khai vaccine đến các khu sản xuất ngay khi có nguồn, giải pháp phòng chống cũng được vận dụng linh hoạt và có sự giám sát, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra chấn chỉnh kịp thời. Việc thực hiện các quy định phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không chỉ được thực hiện nghiêm và còn thường xuyên đặt cảnh báo cao nhất để gia tăng công tác phòng ngừa. Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc, cùng với các quy trình được thực hiện khép kín từ khi vào cổng đến nơi làm việc, khu vệ sinh, nhà ăn bố trí giãn cách và có vách ngăn trên bàn ăn, tuyệt đối hạn chế việc dịch chuyển vị trí việc làm cũng như nơi sinh hoạt và thực hiện khai báo y tế thường xuyên. Từ nhiều tháng nay, những lao động có dấu hiệu cảm cúm thông thường cũng được bộ phận y tế tại các doanh nghiệp theo dõi, khuyến khích tự cách ly tại nhà, đồng thời được hướng dẫn liên hệ cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.
Nằm ở địa bàn giáp ranh với thành phố Đà Nẵng, nên từ cuối tháng 7, sự di chuyển của lực lượng quản lý, chuyên gia và người lao động từ Đà Nẵng vào Quảng Nam bắt đầu hạn chế, khi các phương án lưu trú trên địa bàn nơi làm việc được sắp xếp di chuyển chính thức siết chặt. Việc vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, mà cụ thể là ban chỉ đạo phòng chống dịch và sự phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp, mà trực tiếp là sự chỉ huy của các lãnh đạo các doanh nghiệp, họ rất là có cái quyết tâm cũng như là quyết liệt trong vấn đề phòng chống dịch tại cái đơn vị mình. Bởi vì phòng chống dịch là bệnh và hiệu quả thì sản xuất kinh doanh mới đạt được. Thì đó là cái tiêu chí họ đề ra và họ cũng đã thực hiện điều đó. Định hướng tập trung cho công tác phòng dịch trong giai đoạn diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Tại khu công nghiệp Tam Thăng với hơn 10.000 lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tại đây, các giải pháp nhằm chủ động phát hiện sớm và kịp thời những trường hợp xuất hiện yếu tố dịch tễ được chú trọng. Để làm được việc này, từ nhiều tháng nay, cùng với việc cập nhật thông tin, đánh giá nguy cơ, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, cũng như các yêu cầu giãn cách trong sản xuất và sinh hoạt, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp được yêu cầu rà soát toàn bộ hoạt động cung ứng, giao dịch có yếu tố bên ngoài, đưa những bộ phận này vào khu vực tách biệt và áp dụng các biện pháp hạn chế tiếp xúc phòng dịch ở mức độ cao. Thì đối với công tác phòng chống dịch tại các khu nghiệp thì tỉnh ủy, ủy ban tỉnh có những chỉ đạo rất là quyết liệt, thường xuyên. Thì với vai trò là chủ đầu tư hạ tầng khu nghiệp thì công ty là nhận là cái đầu mối để kết nối các doanh nghiệp, tổng hợp có cái ý kiến, tổng hợp có cái văn bản về hướng dẫn phòng chống dịch của các từ trung ương tới địa phương. Mà đặc biệt nữa thì tỉnh cũng đã ưu tiên cho khu công nghiệp trong cái việc mà phòng chống, đó là tiêm vaccine cho người lao động tại các doanh nghiệp công nghiệp. Từ cuối tháng 7 đến nay, Sở Công Thương đã tích cực phối hợp với CDC Quảng Nam triển khai được tiêm vaccine lần thứ 3 tập trung cho công nhân và người lao động tại các khu sản xuất. Phương án phòng dịch cũng được thay đổi trên cơ sở theo dõi diễn biến dịch và điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Trong phương án cũng nêu rõ cái trách nhiệm của từng cái chủ thể, đó là chủ các cơ sở kinh doanh, chủ các cái ban quản lý khu công nghiệp, các ban quản lý khu kinh tế, đồng thời cũng quy định rõ trách nhiệm của các sở ban ngành, chính quyền cấp tỉnh cũng như địa phương, cấp huyện cho nó cụ thể, chứ không có tránh cái chồng chéo, không để xảy ra khi có dịch rồi chúng ta trở tay không kịp. Trong phương án cũng xây dựng các cái kịch bản có thể xảy ra, xuất hiện F0 trong một dây chuyền, xuất hiện F0 trong cả một nhà máy hoặc là xuất hiện trên diện rộng của từng nhà máy, để xây dựng các kịch bản diễn tập trong cái thời điểm thích hợp. Quảng Nam hiện có 10 khu công nghiệp với lực lượng lao động đông đảo đang làm việc trong các nhà máy, công xưởng. Cho đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát bằng các giải pháp quyết liệt, nhưng cũng đảm bảo linh hoạt và luôn ở thế chủ động, ứng phó kịp thời những tình huống khẩn cấp. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, trước diễn biến ngày càng khó lường của đại dịch COVID-19 với sự xuất hiện của không chỉ biến thể Delta mà cả một số biến thể mới khác, nhiều nước trên thế giới đang thần tốc hơn nữa trong chiến dịch tiêm vaccine phòng ngừa, đặc biệt cho nhóm đối tượng là trẻ em trong bối cảnh năm học mới đang tới gần. Hôm qua, các cơ quan chức năng của Cuba đã khởi động chiến dịch tiêm phòng quốc gia cho trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 18 để phòng bệnh COVID-19. Những em từ 12 đến 18 tuổi sẽ là nhóm trẻ đầu tiên được tiêm mũi thứ nhất của vaccine nội địa Abdala và Soberana. Các nhóm bé hơn sẽ được tiêm sau đó. Đây là nỗ lực của chính phủ trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ em trước thềm khai giảng năm học mới. Cũng nhằm đảm bảo an toàn trước khi cho phép các trường mở cửa trở lại trong vài tháng tới, Peru đã khởi động chiến dịch tiêm chủng cho toàn bộ giáo viên tại khu vực thành thị. Chính phủ Peru cho hay nước này đã tiêm đủ 2 liều cho 60% giáo viên ở khu vực nông thôn, đồng thời đặt mục tiêu tiêm cho hơn 177.000 giáo viên trên cả nước trong 2 tháng tới. Bộ Ngoại giao Pháp hôm qua cho biết trang web France Visage đã bị tin tặc tấn công hồi tháng trước và có nguy cơ thông tin cá nhân của một số người nộp đơn xin cấp thị thực của Pháp đã bị đánh cắp. Thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp nêu rõ, vào ngày 10 tháng 8 năm 2021, một phần trong nền tảng đăng ký cấp thị thực đã bị tin tặc tấn công, nhưng cũng đã được giải quyết rất nhanh sau đó. Tuy nhiên, dữ liệu cá nhân được lưu lại khi nộp đơn xin thị thực, địa chỉ email và các thông tin định danh có thể đã bị đánh cắp. Cũng theo thông báo, các dữ liệu bị rò rỉ, không bao gồm các thông tin nhạy cảm hay liên quan đến tài chính, do đó hậu quả của vụ tấn công này phần nào được hạn chế. Bộ Ngoại giao Pháp ngay lập tức đã phối hợp cùng Bộ Nội vụ
thực hiện các biện pháp an ninh ngăn ngừa tình huống này tái diễn. Nhà chức trách cũng đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công này. Nhiều du khách khi tới Cape Cod, bang Massachusetts của Mỹ thường sợ gặp cá mập do đã xảy ra nhiều vụ du khách bị cá mập tấn công, thậm chí dẫn tới tử vong. Nhưng với mong muốn xóa bỏ những lo lắng này của du khách, nhiều tour du lịch ngắm cá mập đã được hình thành và đáng ngạc nhiên là thu hút ngày càng nhiều du khách. Một tour ngắm cá mập thường kéo dài từ 2 đến 3 giờ. Trong suốt thời gian trải nghiệm, du khách có thể được tận mắt nhìn thấy những con cá mập trắng lớn bơi lượn ở ngoài khơi bờ biển Cape Cod. Những con cá mập trắng vốn được ví như những tên lửa hành trình dưới đại dương, giờ đây không còn là nỗi sợ hãi cho du khách mà là sự thích thú với những trải nghiệm khó quên. Chi phí cho một tour ngắm cá mập dao động từ 1.500 đến 2.500 USD, đắt nhưng đáng. Các tour này thực sự đã vực dậy ngành du lịch tại Cape Cod sau các vụ việc cá mập tấn công con người khiến nhiều du khách e ngại tới đây. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm từ 63 đến 93%, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 63 đến 93%, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nóng nhẹ, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 63 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 97%, gió nhẹ. Đến đây thời lượng của chương trình Thông tin ngày mới đã kết thúc. Quý vị và các bạn hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Chương trình Thông tin ngày mới được phát sóng vào lúc 6 giờ và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qdt.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.